Chào mừng đến với kênh Chứng khoán Căn bản. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mô hình nến bán sao, một trong những mô hình nổi tiếng xuất hiện trong giao dịch. Khái niệm: nến bán sao xuất tinh SOTA là một mẫu nến đơn cho tín hiệu đỉnh sắp hình thành và chuyển từ xu hướng tăng sang giảm. Đặc điểm nhận dạng: có thân nến nhỏ, bóng nến phía trên dài, ít nhất phải gấp đôi thân nến. Thân nến nhỏ có thể màu xanh đà tăng hoặc màu đỏ đà giảm, xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng. Trước nến bán sao thường có ít nhất 3 nến xanh tăng mạnh. Phân biệt giữa nến bán sao và nến búa ngược. Hai mô hình nến này có hình dạng giống nhau nhưng chúng khác nhau ở bối cảnh xuất hiện. Nến búa ngược inverted hammer xuất hiện ở xu hướng giảm sẽ cho tín hiệu đảo chiều tăng. Ngược lại, mô hình nến bán sao xuất tinh SOTA xuất hiện trong đà tăng, cho tín hiệu đảo chiều giảm. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về nến búa ngược, hãy xem video chi tiết dưới phần mô tả. Hướng dẫn giao dịch với mô hình nến bán sao. Khi giao dịch với mô hình nến bán sao này, các nhà giao dịch cần lưu ý để có thể chốt lời và đặt lệnh một cách hợp lý. Lưu ý, cần có ít nhất 3 nến tăng liên tục phía trước nến bán sao. Không nên nóng vội mà cần kiên nhẫn chờ sự xác nhận của mô hình. Khi mà cây nến tiếp theo đóng cửa bên dưới nến sao, ta vào lệnh, đặt mức dừng lỗ stop loss trên đỉnh nến sao xuất tinh SOTA. Không nên đơn thuần chỉ dựa vào nến sao, cần kết hợp với các dự kiện đảo chiều khác như RSI hoặc đường kháng cự. Cảm ơn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất về thị trường tài chính và chứng khoán.